Chào mừng các bạn đến với bản tin giá cà phê trên kênh Tre Garden. Mến chúc toàn thể nhà nông sức khỏe và ngày làm việc hiệu quả. Bản tin giá cà phê kính chúc toàn thể nhà nông có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả. Để bản tin được mạnh khỏe, các bạn hãy vui vẻ, ấn like. Bản tin xin chân thành cảm ơn. Trở lại giá cà phê hôm nay 11 tháng 9 năm 2023 tại thị trường trong nước. Theo ghi nhận, giá cà phê hôm nay 11 tháng 9 tại thị trường trong nước giá cà phê chưa có biến động. Hiện, tỉnh Lâm Đồng có mức giao dịch thấp nhất. Biên độ giao dịch, các địa phương đang thu mua cà phê với giá trong khoảng 64.500 đến 65.400 đồng. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có giá thấp nhất là 64.500 đồng. Kế đến là tỉnh Gia Lai với 64.900 đồng. Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Đắk Lắk có giá thu mua là 65.200 đồng. Đắk Nông ghi nhận mức giao dịch là 65.400 đồng cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Trên đây là bảng giá ngày 11 tháng 9 năm 2023. Bản tin xin chào, hẹn gặp lại.